trần là để cứu lấy nhân gian. Chúa cha hiến trao con mình bằng tâm tình mến yêu ngàn năm. Giêsu Chúa con ra đời là cho tình thế nhân người ơi. Giờ đây tôi bàng hoàng xúc động nhìn ngắm hài nhi đã hạ sinh trong máng cỏ cơ đánh thức hồn tôi
sau một thời phiêu lạc, giữa một chiều đông gặp nhau nơi mãn tòa. Chúa đổi đời tôi theo Chúa trọn trời đã ngất sương rơi, sao tôi vẫn ngồi đây với con tim rướm lệ. Có phải tim tôi đã bao lần lầm lỡ, nay đến bên ngài sưởi ấm lại tình yêu. Tôi quyết trọn đời sám hối ăn năn để thanh tẩy một đời Chúa hài nhi, mà tưởng nhớ những mảnh đời lầm lỡ. Trời khuya sương xuống lâu rồi.